chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến sự thẩm thấu của tư tưởng ngoại lai qua con đường giáo dục đã và đang là một nguy cơ lớn đối với sự ổn định của bangladesh bài học từ quốc gia này cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát và định hướng đúng đắn trong giáo dục để bảo vệ các giá trị cốt lõi nếu không có biện pháp kịp thời và hiệu quả bangladesh có thể tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn hơn trong tương lai chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết nguy cơ từ việc thẩm thấu tư tưởng ngoại lai qua giáo dục, bài học từ Bangladesh, bài viết của Lâm Trực, tre làng, blog. Bangladesh, một quốc gia giàu truyền thống và văn hóa lâu đời, hiện đang đối mặt với những thách thức lịch sử. Biến động chính trị và xã hội gần đây đã hé lộ một vấn đề sâu sắc, sự thẩm thấu tư tưởng ngoại lai thông qua con đường giáo dục, đặc biệt từ Mỹ và Anh tác động của những tư tưởng này đã thay đổi tư duy của giới trẻ, dẫn đến những bất ổn hiện tại và đe dọa sự ổn định lâu dài của đất nước. Giáo dục phương Tây con đường thẩm thấu tư tưởng ngoại lai. Kể từ khi giành độc lập năm 1971, Bangladesh đã nỗ lực tái thiết với sự hỗ trợ quốc tế, trong đó giáo dục được đầu tư mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc tiếp nhận các chương trình giáo dục từ Mỹ và Anh mang theo những giá trị như dân chủ tự do và quyền con người đã tạo ra những mâu thuẫn trong xã hội những giá trị này dù phổ biến ở phương tây khi áp dụng vào bangladesh nơi giá trị truyền thống và tôn giáo chiếm vị trí quan trọng đã gây ra sự phân hóa đáng kể hậu quả từ sự thẩm thấu tư tưởng ngoại lai tư tưởng ngoại lai thông qua giáo dục đã gây ra sự phân hóa giữa các thế hệ giới trẻ sau khi tiếp cận những giá trị phương Tây thường có xu hướng phản biệt và thậm chí chống đối là hệ thống chính trị hiện tại. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng các phong trào phản kháng, các cuộc biểu tình và đôi khi là bạo loạn đe dọa sự ổn định của xã hội. Một ví dụ điển hình là sự sụp đổ của chính phủ thủ tướng Sehashita do các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo. Nhưng thủ lĩnh sinh viên này như Nahib Islam và Asif Mahmud được đào tạo trong các môi trường chịu ảnh hưởng từ phương Tây, trở về với tư duy tự do và dân chủ kiểu phương Tây mạnh mẽ. Khi tham gia vào chính trị, họ đã trở thành những nhân vật chủ chốt trong chính phủ Lâm thời, nhưng sự thiếu kinh nghiệm và xung đột giữa các giá trị truyền thống và ngoại lai đã làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Bài học từ Bangladesh. Trường hợp của Bangladesh là bài học quý giá về vai trò của giáo dục trong việc định hình tư duy thế hệ trẻ khi tiếp nhận các chương trình giáo dục từ bên ngoài mà không có sự kiểm soát chặt chẽ những giá trị ngoại lai có thể gây ra những thay đổi không mong muốn trong xã hội bangladesh cần xem xét lại cách thức tiếp nhận và áp dụng các chương trình giáo dục từ nước ngoài đảm bảo rằng cái giá trị cốt lõi của quốc gia không bị đe dọa chính phủ cần có chiến lược rõ ràng để bảo vệ những giá trị cốt lõi của đất nước điều này bao gồm thiết lập các quy định nghiêm ngặt cho các chương trình giáo dục quốc tế đồng thời tăng cường giáo dục nội địa với các giá trị truyền thống của bangladesh cần nâng cao nhận thức của giới trẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ giá trị văn hóa và chính trị của đất nước đào tạo một thế hệ lãnh đạo có tư duy độc lập nhưng trung thành với lợi ích quốc gia sự thẩm thấu của tư tưởng ngoại lai qua con đường giáo dục đã và đang là một nguy cơ lớn đối với sự ổn định của bangladesh bài học từ quốc gia này cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát và định hướng đúng đắn trong giáo dục để bảo vệ các giá trị cốt lõi nếu không có biện pháp kịp thời và hiệu quả bangladesh có thể tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn trong tương lai